Sau tuổi 50, bảo vệ ba bộ phận này trên người sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, làm càng sớm, sống càng lâu. Mến chào quý cô bác và các anh chị đang theo dõi kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, giai đoạn từ 45 cho tới 59 tuổi được coi là một thời kỳ quyết định tuổi thọ của một người. Trong khoảng thời gian này, thể lực sẽ xuống bớt, các cơ quan nội tạng trên cơ thể sẽ dần bị lão hóa và nhiều người sẽ mắc phải các bệnh mãn tính nhiều hơn. Đó chính là lý do vì sao đây chính là giai đoạn quyết định tuổi thọ của một người. Người Trung Quốc có một câu nói nổi tiếng như thế này: ngoài 50 là sẽ biết mệnh. Có nghĩa là sau 50 tuổi mới là thời điểm vàng để quyết định tuổi thọ và sức khỏe của con người. Ngày nay khi quan sát sẽ không thấy hiếm những người ngoài 50 tuổi, cơ thể vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhưng mà hễ có bệnh một cái là bắt đầu hồi phục rất lâu, thậm chí dễ gặp nhiều biến chứng dài dẳng, kéo dài. Đa số chúng ta thường nghĩ rằng muốn sống thọ, muốn sống lâu thì phải bảo vệ các cơ quan nội tạng như là tim, gan, mật, phổi của mình thật tốt. Người nào nội tạng khỏe thì sẽ sống thọ hơn, vân vân. Nhưng điều này là không đúng. Có ba chỗ quý giá nhất trên cơ thể dưới đây, nếu như ai biết bảo vệ mới có thể sống thọ được. Đầu tiên là phải bảo vệ mạch máu. Các mạch máu trong cơ thể chúng ta là một hệ thống các ống dẫn máu nối tiếp nhau trên khắp cơ thể. Máu sẽ được dẫn đi từ tim đến khắp các nơi trên cơ thể chúng ta, sau đó được quay trở về tim. Máu được truyền đi để cung cấp nước, oxy, CO2 và các chất dinh dưỡng để nuôi sống các bộ phận của chúng ta. Một khi mạch máu mà bị tắc nghẽn ở đâu, không lưu thông được, sẽ gây ra bệnh tật hoặc là các triệu chứng trên cơ thể người. Từ sau tuổi 45, nhiều người sẽ phải đối mặt với các nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu rất là cao, như là nhồi máu cơ tim, tắc mạch máu não, đột quỵ, vân vân. Tất cả các nguyên nhân này là do mạch máu không được khỏe. Để bảo vệ mạch máu thì các cô bác và các anh chị cần lưu ý những điều sau. 1. Ăn ít thực phẩm gây hại cho mạch máu. Những thực phẩm gây hại cho mạch máu là những loại thức ăn có nhiều chất béo, nhiều muối, hàm lượng đường cao. Giai đoạn này nên hạn chế ăn nhiều đồ béo, tránh ăn mặn và ăn nhiều đường các bác nhé. Thay vào đó, ta nên ăn nhiều rau, rau xanh, hoa quả để tránh bị xơ cứng trong mạch máu, giữ sự đàn hồi trong thành mạch máu và giảm tỷ lệ mắc các bệnh nhồi máu não các bác nhé. Thứ hai, đừng để cơ thể thiếu nước. Như chúng ta đã biết, để duy trì sự sống thì ngoài oxy để hít thở ra, còn có nước là một trong những thứ quan trọng để vận chuyển máu, các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể mình. Chính vì thế, chúng ta thường nghe người ta khuyên rằng ngày là phải uống đủ nước hay là ngày uống 2 lít nước gì đó. Đó chính là do nguyên nhân này các bác nhé. Uống nước kịp thời sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể người, ngăn ngừa đột quỵ và ngừa được bệnh nhồi máu cơ tim đấy các bác nhé. Đối với người trưởng thành thì mỗi một ngày phải uống trung bình từ khoảng 2,5 lít nước và phải uống từ từ để cơ thể hấp thụ, chứ không phải uống ừng ực hết mấy lít nước cho nó xong đâu các bác nhé. Thứ ba là luôn phải lạc quan. Ở giai đoạn 45 tới 59 tuổi thì hầu hết các bác đã có con cái lớn rồi thì trưởng thành. Thậm chí là nhiều người đã có con cháu đuề hòe trong nhà cả rồi. Thế cho nên nhiều chuyện trong nhà xảy ra là điều khó tránh khỏi. Vậy cho nên ngoài những thói quen sinh hoạt hay là ăn uống thì các bác nên chú ý rằng cân bằng cảm xúc, tâm trạng của mình nhé. Tránh kích động, nóng dữ quá mức dẫn tới tăng huyết áp hoặc là đứt mạch máu não rất là nguy hiểm. Các mạch máu não trong cơ thể chúng ta vốn đã nhỏ bé và mỏng manh. Nếu như các bác không lạc quan hay tức giận quá mức thì chẳng khác nào tự phá vỡ đi sức khỏe của chính mình. Hãy ghi nhớ điều này các bác nhé. Thứ hai là bảo vệ thận. Thận có rất nhiều vai trò đối với cơ thể chúng ta. Nó giúp cơ thể lọc máu và đào thải các chất thải, độc tố, các chất độc hại được thải ra ngoài, giúp cơ thể giữ được sự ổn định. Nếu các độc tố này mà tích tụ trong cơ thể sẽ gây nên các triệu chứng như là nôn mửa, chóng mặt, mệt mỏi, vân vân, thậm chí
có thể dẫn tới tử vong. Vì nhiều chức năng quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống còn này, mà thận được coi là một trong những nội tạng quan trọng nhất trong cơ thể người. Để bảo vệ thận thì các bác nhớ lưu ý hai điều sau đây. Thứ nhất là không nhịn tiểu. Nhịn tiểu lâu thì sẽ làm giảm các chức năng bàng quang và dễ gây nên nhiễm trùng hệ tiết niệu. Thậm chí nước tiểu quá nhiều thì sẽ gây nên trào ngược lên bể thận, làm hỏng chức năng của thận. Do vậy, vì lý do gì thì các bác cũng tuyệt đối không được nhịn tiểu đâu đấy nhé. Thứ hai, không uống nhiều trà đặc. Trong trà đặc có chứa nhiều chất được coi là chất fluorua. Chất này nếu uống thường xuyên sẽ gây hại cho thận, bởi vì thận là một cơ quan bài tiết chính fluorua. Khi cơ thể thu nạp lượng fluorua vượt quá khả năng bài tiết của thận sẽ khiến chất này tích tụ trong cơ thể và làm hại thận của các bác. Thứ ba là bảo vệ đôi chân. Khi các bác tới thời kỳ lão hóa thì đôi chân chính là cơ quan già đi đầu tiên. Thật vậy, sau tuổi 45 thì các cơ và xương của chân cũng sẽ suy giảm. Trong khi đó thì chân giữ một nhiệm vụ quan trọng nâng đỡ toàn bộ cơ thể chúng ta. Nó còn có chứa các dây thần kinh kết nối trực tiếp với cơ quan nội tạng. Vì thế, chân là một cơ quan các bác hết sức phải chú ý, giữ gìn và bảo vệ sau tuổi 45. Để bảo vệ chân thì các bác nên ngâm chân trong nước ấm mỗi buổi tối. Chân bị tổn thương chủ yếu là do tuần hoàn máu trong người các bác bị kém đi. Vì vậy, các bác nên ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ để máu được lưu thông một cách tốt hơn. Khi uống rượu, đừng quên làm điều này, vừa chống say, vừa phòng được căn bệnh tim mạch nguy hiểm. Một bác sĩ tim mạch người Anh mới đây đã khuyến cáo một người. Một bác sĩ tim mạch người Anh mới đây khuyến cáo mọi người nên uống một cốc nước lọc sau mỗi cốc rượu để chống say rượu và ngăn ngừa một số căn bệnh về tim có thể gây tử vong. Khi mỗi người uống rượu, rượu bia có thể gây ra những thay đổi trong nhịp tim, có thể dẫn tới đến những tình trạng như là rối loạn tim mạch, gọi là dung nhĩ AF hoặc là AFIB. 1,4 triệu người ở Anh hiện đang sống chung với AF, tình trạng xảy ra khi mà nhịp tim không đều và nhanh bất thường. Các triệu chứng của dung nhĩ bao gồm chóng mặt, khó thở và mệt mỏi. Nếu không được điều trị thì dung nhĩ có thể dẫn tới đột quỵ hoặc là suy tim. Các nghiên cứu cho thấy rằng AF có thể được kích hoạt bởi uống rượu quá chén trong một đêm hoặc là uống vừa phải và đều đặn hàng ngày, ít nhất là một khẩu phần rượu mỗi một ngày. Các bác sĩ đôi khi gọi AF là một trái tim nghỉ lễ, bởi vì có nhiều trường hợp dung nhĩ được ghi nhận hơn vào các ngày nghỉ lễ, khi mà mọi người uống quá nhiều rượu. Theo Harvard Head, chuyên trang y tế của Đại học Harvard, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tim Mạch Châu Âu cho thấy rằng những người thích uống rượu vừa phải, tức là một phần rượu, bia trong mỗi một ngày, thì có nguy cơ AF cao hơn 17% so với những người không uống. Nguy cơ tăng lên 28% và 40% đối với những người uống tới 2 hoặc là 4 phần rượu mỗi một ngày. Vì sao nên uống nước xen kẽ uống rượu? Theo như tiến sĩ Sun James Steinbaum, một bác sĩ tim mạch, nói chuyện với trang Well and Good, uống rượu từ vừa phải tới mức nhiều trong một thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc một số kiểu rối loạn nhịp tim nguy hiểm ở người trưởng thành trên 40 tuổi. Dung nhĩ hay còn gọi là AFIB xảy ra khi các ngăn ở phần trên của tim đập không đều và có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp 5 lần nếu không được điều trị. Tiến sĩ Stevaum nói, các nghiên cứu cho thấy rằng có mối liên hệ giữa việc uống nhiều rượu và tăng nguy cơ AFIB. Tiến sĩ Stevaum cho biết rằng nhiều người không uống đủ nước lọc sau khi uống rượu. Cô nói rằng nếu nhịp tim của bạn tăng lên sau uống rượu, rất có thể là do cơ thể bị mất nước. Để giúp bạn hạn chế điều này, hãy đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể khi uống rượu. Nếu bạn đã uống đủ nước, vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mạnh hơn bình thường, thì bạn có thể thử làm chậm nhịp tim của mình bằng cách thư giãn. Tiến sĩ Steinbaum cho biết.